thì có một người đàn ông đang chở hai đứa nhỏ bên hai cái vỏ, hai cái lồng xe đó, thì máng ở hai bên xe vậy nè. Sao mà ba ơi, hoài giờ có đau bụng gì không con? Bị sao? Có đau bụng không? Đau bụng mà bú không? Để đi anh đi mua sữa cho con không? À, đòi sữa. Chắc đói bụng chứ gì. Con uống đỡ đi, con uống đỡ đi ha, uống đỡ chứ mẹ mày. Em nó khát sữa đó, tội nghiệp không? Con tên gì nè? Trọng hả? Trọng đẹp trai quá ta. Đói bụng không? Đi đâu cũng đòi theo á. Ủa bé này bé gái hả? Dạ, gái, tại cái bà cô đây nè, bà lấy gì ba? Dài quá, bà cắt ngang, giang quá luôn. Nay con được lên TV rồi đó. Không, con nó đi rồi nó khóc. Trời ơi luôn, không đòi theo mẹ, theo mà. Hiện tại thì Nhân đang đi ở trên cầu chữ Y đó quý cô chú anh chị. Thì Nhân thấy là một cái hình ảnh rất là tội nghiệp và cũng đáng thương lắm. Thì có một người đàn ông đang chở hai đứa nhỏ bên hai cái vỏ, hai cái lồng xe đó. Thì máng ở hai bên xe vậy nè. Thì Nhân cũng tìm hiểu thử xem hoàn cảnh như thế nào để xem là có giúp được gì hay không. Nhân chạy theo hai mấy cha con. Nhân nghĩ là mấy cha con á, thì cũng một đoạn đường khá là dài rồi. Xuống dốc cầu. Anh ở đây hả? À. Đây. Ấy trời trời ơi. Cái dốc quá. Mình đang về nhà đó hả anh? Như vậy thì có lẽ là mấy cha con ở gầm cầu quá. Tới đây thì hết chạy xe được rồi. Anh là phải đưa hai đứa bé lên trên rồi dắt bộ. Nè, không xách cái này cho cha nè. Cái này thì là một cái túi để đựng chó mèo với lại một cái bao đàn guitar. Vậy là anh thì chắc đi nhặt ve chai quá. Cái chỗ của anh ở đây hả? Em ghé em tìm hiểu tí xíu nha. Dạ. Em ghé tìm hiểu hoàn cảnh, không có gì á, đừng lo. Nè, cái này mới nhặt hay gì? Dạ, cái này lụm hồi lúc dơ lại, tại mình chặt lại á. À. Lụm mấy trong thùng rác nó bỏ, mình về mình chặt phơi lại. À. Cái đầu em dựt thảo một đêm quá. Ủa như vậy là anh với mấy bé ở đây á hả? Dạ, ở đây nửa tháng rồi. Mấy bé này là con của mình hay sao? Dạ, con ruột em. Con ruột hả? Rồi dạ. Mẹ đâu? Đang đi bộ qua. Đi bộ hả? Không có xe đi bộ hả? Dạ. Vậy là anh với lại mấy bé với lại vợ là ở trong cái chòi ngay đây? Dạ, phường cũng đủ rồi, cho nên kêu thầy dọn đi. Em hiểu rồi, mình đâu có được sống như vậy. Dạ. Rồi giờ tính sao? Giờ tính đóng chiếc bà gác bằng cây dán á, gắn xe đạp này vô đẩy á. Gọng gọng xíu mà thấp nhỏ nhỏ còn gọn cái hai chồng chân giọng ngủ, còn mấy đứa thì nó ngủ trong xe. Là tính làm chiếc ba gác. Dạ. Đặng cho mấy bé ở trên đó luôn. Dạ. Rồi mình cứ đi lang thang gì đó hả? Có thì mình cũng mua chai rồi tới đâu bán cái đó, cái căn đó. À. Vậy nó khỏe, vợ chồng con cái nó gần gũi nhau đỡ hơn. Sống trên xe ba ghế thì nó đỡ hơn là sống vậy phải không? Rồi hồi sáng này chở mấy bé đi đâu vậy? Sáng đi quán cần cà chai. Dạ. Anh quê ở đâu? Quê An Giang anh. An Giang lận hả? Dạ. Sao đi lên đây lận? Đi nhà cửa thì mình, ông già mất rồi, còn bà ngoại cũng già. Mạnh ai nó lo rồi, có con cái ở quê cũng đâu có gì, cũng đâu có lên Sài Gòn sống cho nó khỏe. Có đất đai gì không? Dạ. Anh có đất đai gì không? Ông bà già bà mắc rồi. Ở với bà ngoại lớn đâu có đất cát gì. Không có đất cát gì hết. Dạ. Rồi còn người thân nào dưới không?
tại đi tán lãng cậu đi Campuchia bả cũng lâu lâu đi chơi rồi về rồi mấy ông cậu vợ con tán lãng hết trơn à. Hôm nay Tết thì về làng vậy là dưới cái đó là không còn nhà cửa đất đai gì hết. Nhà bà ngoại thì còn, chỗ tổ ông, nhà ông thì còn, ông ngoại bà ngoại thì còn à. Bà ngoại thì mất rồi, bà ngoại thì còn, bà nay cũng lớn tuổi rồi, bà không đâu giúp cho được gì, mình tự lập được ấy mà. Nói chung ra thì nó làm được thì chưa giả, thì không làm được thì nói chung là... Hồi nào giờ mình có lên Sài Gòn không? Dạ có anh. Lên mấy lần rồi? Lên đó giờ em lên đây em ở ba lần. Cái bình hả? Đóng ba bốn lần rồi, tức là khi mà khó sống quá thì mình cứ chạy lên đây, đây đúng không? Dịch xuống rồi nó làm ăn, nó mưa gió rồi nó đủ cái chuyện, con cái bệnh hoạn rồi làm chuyện nó bấp bênh rồi đó. Bữa được bữa cái ngay gặp chủ, bữa được bữa cái đó. Anh ở dưới quê là anh làm cái gì ha? Dạ. Anh ở dưới quê anh làm công việc gì? Dưới quê em hàng bán xà lan á. Xà lan hả? Dạ. Rồi giờ làm không được nữa mới dắt díu lên đây. Em làm mà nó lương rẻ quá, có 200 mấy. Phụ hồ có 201 mà còn làm hàng có 370 mà mới vô có 320 à. Rồi mà tới nửa tháng mới lãnh lần. Rồi tới tháng mới lãnh luôn, bây giờ ứng thì khó khăn lắm, con cái gì là ứng không. 200 ngàn rồi chẳng ai là khổ quá. Còn ở Sài Gòn thì nói một tiếng là tao đưa liền, ứng liền. Anh tên gì? Anh tên Nguyễn Hoàng Kha. Anh Kha hả? Dạ, anh bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. Mình có mấy bé lận anh? 5 đứa. Mà 2 đứa nó lớn rồi, nó đi chơi, nó cũng lớn mười mấy tuổi rồi, nó tưởng đi chơi với bạn bè nó. Con gái mà giờ nó thành u môi á, rồi nó đi chơi với người ta, rồi nó theo nhà người ta, nó bạn bè nó ở. Trời ơi. Dạ, rồi lâu lâu vậy xin tiền nó ăn này ăn kia mua nọ cho nó. À. Khi nó bệnh thuốc men cho nó. Sao vậy? Sao kêu ba dữ vậy? Không biết. Sao? Như thế nào? Dạ. Muốn gì? Ăn kẹo không? Đi mua sữa cho em đi con. Đây nè, đi mua cho em mặt sữa đi con. Hồi nãy chú có gửi 50 ngàn á, đi mua sữa đi. Không. Mua sữa tươi đi con. Mày làm bướng rồi sao? Đi con đi mua cho 3 ngàn đá luôn con. Biết đi mua không? Không biết, tại nó lạnh lắm mà tại nó làm bươi. Không biết làm sao đâu con. Bé đó mấy tuổi rồi anh? Thằng đó 3 năm đứa mà thằng này có vợ em nhớ không cần. Không nhớ tuổi luôn nữa hả? Dạ. Còn bé này? Nó này hình như là vừa đẻ xong là cách mấy ngày nữa là dịch tới luôn á. Dịch bùng phát lắm. À, là khoảng 2020 á. Dạ. Vậy là khoảng 3 tuổi. Đẻ nó cũng không có tiền nữa, có 500 ngàn bạc cọc bệnh viện rồi xong trốn viện về luôn á. Đẻ ở đâu? Ở bệnh viện Cần Giuộc hả? À, là lúc đó là Lan bạn ở Cần Giuộc hả? Dạ. Long An. Sao mà ba ơi, hoài giờ có đau bụng gì không con? Bị sao? Có đau bụng không? Hả? Sao con? Tự nhiên dở cái bụng lên. Đói bụng mà bú không? Để đi anh đi mua sữa cho con rồi. À, đòi sữa. Chắc đói bụng chứ gì. Đi đâu chồng, mua đi chồng. Đâu anh cho em xem coi mấy nay vợ chồng mình ở làm sao? Đây nè. Qua quận xuống, thấy rồi, giờ em cũng dọn. Ngủ vậy á hả? Đó. Bữa ở đây thì mưa quá, với lại xin nước từ thùng ra xài á. Ừ. Ở đây lên nước lớn xíu rồi mình múc. Trời, cái nước này nó dơ thế mà. Nó trong lóng lại thì giặt ba cái quần áo đại khái thôi. Nước kênh này dơ dữ lắm. Che em đây nè. Mấy cái bạc này ở đâu mà có mà che vậy? Này chỗ tao làm á, tao đẩy thùng rác á, tụt tụng tao bỏ nó, lụm cái chút gì. Rồi anh ngủ cái này tại bà gia nó cho. Anh ngủ làm sao? Dạ. Anh ngủ làm sao? Thì em nằm giỏng mấy đứa nhỏ vô đây. Rồi khô nó không mưa thì nằm ngoài này. Còn vợ nằm ở đâu? Thì mỗi người một cái giọng. Mỗi người cái giọng? Dạ, còn cái giọng chứ. Rồi đồ phơi vậy đó hả? Dạ, cũng gọn gọn à. Cái vali này là mình đợi để đồ đạc đồ vô đó mình xách đi vậy đó. Dạ, này cũng lụm tao bỏ ban đêm hôm á. Em về thấy còn xài được rồi để đồ. Ở đâu mà có chặt được lá dừa rồi nữa vậy? Có cây bụi đó. À, khổ quá. Giặt đồ làm sao?
cũng xin nước lại, giặt cái nước này nữa là khi mở lớn lên nó bự lên thì nó tất nhiên nó cũng trong trong chút xíu. Rồi mình giặt xe bóng rồi mình xả lại thùng nước kia là nó là tạm thời là được rồi. À, nước sông này thì rất là dơ, anh thì chỉ đợi được nước lớn lên nó lắng đỡ cái cặn xuống thì mình mới sử dụng được thôi. Ủa sao không đi mua sữa cho em để em nó khóc vậy ta? Trời ơi, mày dỗ em đi để nó khóc hoài kìa. Cha đi mua sữa rồi cha về liền. Cha đi mua sữa về liền, về liền. Ừ, ba đi mua sữa về liền. Kìa, ba về kìa. Đứng ra, đánh con. Mà ơi, khóc suốt là đợi ba. Rồi, mất công nha anh. Đi, vô đây, vô đây. Ba đâu bỏ con. Con uống không? Không có nè, con có rồi. Thôi, em có rồi, em có rồi. Chui, chui xuống đi. Chạy, 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 cho bé tôi uống đi. Em có rồi, em có rồi. Bé nó đói bụng hay sao á? Mình đưa ba. Bỏ lên cho con nè. Có cha cái là im liền à. Ngủ dữ vậy. Cho con á. Nghe không? Kệ kệ cho tụi nó uống đi. Rồi mưa gió quá rồi nó tạt vô rồi sao ta? Mới đầu nó tạt rồi ngồi chìm hổm chỉ lau nước thôi. Ừ. Rồi từ từ cái mới người ta cho tấm bạt bự cái mày em mới che quất được vậy đó. Rồi vợ là còn ẵm một bé nhỏ nữa hả? Dạ. Bé đó bao nhiêu tuổi biết không? Có vợ gần à. Trời hả? À. Cha mà không nhớ tuổi luôn hả? Dạ. Rồi giờ dự định mình sao? Giờ đi tiếp hay là về lại An Giang? Cái gì đó đâu cũng cũng con cái đâu sống được ấy ra đây thì thành phố này dễ sống mà. Dù mình không có gì làm mình lên nhà trai cũng được. Em thấy anh có cái chiếc xe đạp này nè là mình đi từ ở dưới An Giang lên đó hả? Không có xe đạp này mà bà cho trai mới cho giờ về sửa lại. Trời. À. Vậy chứ từ An Giang lên là mình đi bằng cái gì? Đi lên là đi xe đò. Đi xe đò lên. Dạ. Cái dán này để đóng ba gác. Dán này để làm cái gì? Cái này là xin ta gì để đóng ba gác đó, rồi đưa thùng vô nè. Đóng ba gác là đẩy bộ á hả? Dạ, đóng cái xe ba bánh cắt cái này to tàng vô. À. Xin người ta được mấy tấm vé đang làm xe ba gác đúng không? Dạ dạ dạ. Cầm. Hả? Con uống đỡ đi con. Sao đỡ mà khóc hoài vậy? Ba la hả? Bé nó khát sữa đó, tội nghiệp không? Ba. Ừ. Rồi. Cứ kêu ba hoài à. Rồi chị đi, vậy chừng nào chị mới về tới? Chắc cũng gần tới hay vậy. Coi cho con nè. Cứ hoài. Uống đi nè, ôi, đổ sữa. Nè, uống đi. Chị sáng cũng đi nhặt ve chai hay sao anh? À, vợ thì lúc đi lúc không. Thì em thì sáng chưa chiều luôn. Tối luôn. Uống vòng vòng ngoài Sài Gòn à. Ừ. Uống đỡ với con. Mà giờ người ta không cho ở đây nữa thì giờ đi đâu? Dạ, tính làm đi đâu? Khác, hình thức nó thấp thấp chút xíu, rồi nhỏ nhỏ cho nó dài dài chứ cái, nó không cần cao như xe người ta, nhỏ nhỏ gọn gọn cái thì vừa lụm vừa đi mua luôn. Rồi bánh xe đổ đâu mà đóng, mà thủng đâu đóng? Vậy em kiếm này kiếm kia bán để gom gom lại mua đinh với mua ba cái bánh nó để vô. Bánh thì ta cho. Người ta cho chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ bánh này em lụm thấy ta bỏ là lụm. Mua mấy cái đùm ở Bắc là bắn bách vô rồi đóng dán này em đang có bút đóng mà tiếng hồi xong. Bây giờ anh cần cái gì nữa? À cần cái cặp bánh á, cái cặp số bánh nha vậy nè.
cái cục á hả? Dạ. À. Để ngang cái đó là em lấy xe đạp này em cho thợ tháo đúc vô hàng lại cái cầu. Là xe ba bánh đạp đúng không? Dạ. Con. Giờ mua cái đó khoảng nhiêu? Cái đó hình như là cái cũ anh không biết phế liệu chừng trăm mấy 200 ngàn vậy. Còn ở ngoài mới bao cầm mới này, cái niền mới thì nó hơi mắc chút. À. Còn cái cũ cũ rồi nè. Dạ. Thì nữa mình có tiền mình chặt thay lại khác. Ừ. Bây giờ em hỗ trợ cho đóng đỡ cái đó nha. Dạ. Bây giờ hôm nay là em cũng chưa biết rõ câu chuyện của mấy cha con, nhưng mà tôi thấy tình cảnh bé nó khác sữa như vậy. Dạ. Em gửi cho mình một chút đỉnh. Dạ, dạ. Có Mạnh Thường Quân cũng có gửi cho em những cái số tiền để em gặp những hoàn cảnh khó khăn thì em gửi ha. Ở đây em nói rõ ha, thì cái này em gửi cho anh 1 triệu. Cái này là của một Mạnh Thường Quân giấu tên. Em trích ra là 1 triệu. Là mình đủ mua chưa? Dạ dư á. Rồi đây, gửi cho 1 triệu. Cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. Anh ngồi đi, anh ngồi đi. Dạ. Sao mừng không? Dạ mừng. À, giờ là mua cái gì nè? Dạ mua búa với đinh. Cái này rồi em mua cái cốt người ta bắt, người ta bán sẵn á. À. Thì bánh này vỏ này qua cái ruột lủng không lỗ em hát vô rồi bơm lên rồi. Cái này em đóng chút xíu à. Ừ. Bây giờ á thì tạm thời thì có được chút đỉnh này, giờ anh đóng trước chiếc xe đó ha. Dạ dạ. Thì em nghĩ là cũng tạm bợ thôi. Dạ, chứ dạ. Cả gia đình mình mà có chiếc xe thì nó không có ấy, ít ra cũng phải một chiếc xe ba gác bự. Không bự quá không được, cũng vừa vừa. Tại nó dài chút xíu. Ừ. Mấy đứa này nó thoáng thoáng em vừa lụm rồi em có bán thì mua với lại ba này giặt sạch lại trà lại là bán cũng có người mua á. Đục. Tại vì em thấy có những cái chiếc xe ba gác bự mà của những gia đình vô gia cư á, người ta có thể cho con cái dặn giọng ngủ trên đó luôn. Dạ. Rồi anh đẩy đi khắp nơi vậy đó. Ví dụ như mà bị đuổi thì mình lại đi tiếp thì nó tiện hơn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ cái đầu cũng cái gì đó nó cũng. Anh có thấy chiếc xe đó phù hợp không? Ví dụ một chiếc xe bự có thể cả gia đình cho mấy bé ngủ ở trên đó luôn rồi. Dạ. anh đẩy đi. Dạ. Thì mình không có vô mấy cái nơi như thế này nữa. Mình ở dạ. những cái chỗ mà nó chiếc xe đó có thể đậu được á. Dạ. Đúng mình ra ngoài đó nó khó gì dễ thôi. Đúng rồi. Ở đây nó mũi không tối mũi dữ lắm. Gầm cầu này mũi. Không có ở được đâu. Dạ. Mấy đứa nó bệnh này nè. Nó nổi mấy gái nó nổi cái lỡ ra rồi nó lầy nó chút bữa nay lặn cái này không nổi chưa khác chứ anh nghĩ coi nước sông bây giờ nó đen thùi lùi như vậy mà mình lem lên mình tắm rửa mình tắm giặt sao không bệnh được. Giờ trước mắt cái tiền này anh cứ đóng chiếc xe theo ý của anh nha. Dạ dạ. Rồi em sẽ giữ liên lạc với anh. Nếu như đủ duyên á, nếu như mà có cô chú anh chị mà hỗ trợ cho mình những cái bữa cơm á mà nó dư giả ra đó thì em sẽ kiếm đường làm cho anh một cái chiếc xe ba gác ha. Dạ dạ. Được không? Anh có chịu vậy không? Dạ dạ dạ. Vậy là mừng dạ, quá đúng dạ, không? Dạ dạ. Chứ cái chiếc xe ba gác nó bự bự một chút. Bao nhiêu ngày rồi tụi nó không được uống sữa? Có cũng mấy người ta tập thể dục rồi nè. Gần đây cũng 20, 50, 100 vậy. Chứ còn cũng đem mì gối rồi lại cũng bước ra cũng cho rồi cũng chút chút á. Rồi sữa thì chú bò mẹ nó thích ăn sao mà chưa tới. À sao ho dữ vậy con, bị bệnh rồi hả? Con bao nhiêu tuổi đâu nói chú nghe coi, nhiêu tuổi? Hai tuổi. Bốn tuổi gì chứ? Bốn tuổi chứ, em là đã 2-3 tuổi rồi sao con 2 tuổi được? Con tên gì nè? Trọng hả? Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Trọng đúng không? Trọng đẹp trai quá ta. Đói bụng không? Hồi nãy cha có mua cái gì không? Dạ mới mua mấy hộp sữa à. Có miếng bánh gì cho bé nó ăn. Ăn con ăn đi. Hay là sữa nè. Sao không ăn bánh? Nè. Để nữa chú mua tới cho nha. Bú này đi con em nó ấy à. Nó phải cái bình nó mới bú được. Còn cái này nó không chịu. Đi đâu cũng đòi theo á. Ủa bé này bé gái hả? Dạ gái, tại cái bà cô đây nè, bà lấy gì bà dài quá bà cắt ngang dài quá luôn. Nãy giờ nhìn thì không có biết bé trai hay bé gái. Dạ. Bà cắt ra nhìn thì dài quá luôn à. Thấy đội cái nón nó mới biết á.
cắt tóc ngắn á, cái nhìn giống con trai. Ờ, mai con được tiêu quy rồi đó. Nào rồi, nước nước không? Cầm ra. Ôi, sao dục vậy? Hết rồi. Mẹ, con bệnh, em bệnh. Mẹ đi lâu quá ta. À, thấy cái chiếc xe mà chiếc xe đạp mà anh để hai cái lồng ở ngoài sau á. Dạ. Để chở tụi nó là anh chế ra đó hả? Dạ, em cái này em vô phế liệu mua rồi mà người ta không có bán, người ta cho. Rồi mấy cái gỗ này nè cũng tối cái chỗ cầu chứ nè, ta thay, ta bỏ nó, người ta không dẹp nó, để rồi đóng gác đi ra thấy lợp liền. Thấy thương quá vậy. Tao chứ gì không chở được. Không, nhưng mà thấy rõ là mấy cái này nó đòi heo là chẳng ai chứ ba đồ. Nhưng mà thấy hơi nguy hiểm. Bé nó chịu ngồi yên vậy đó hả? Không, con nó đi rồi nó khóc trời ơi luôn. Dạ. Không rồi, theo mẹ, theo mà buộc mình phải còn thằng kia nữa. Tại bộ nó đòi. Ừ. Rồi chắc em kết thúc cái video này ở đây nha. Dạ, mình giữ liên hệ ha. Dạ, dạ. Để em đợi coi vợ về hôn thì chia sẻ thêm một số cảnh. Còn không mấy dạ, thì dạ. Vài bữa em quay lại tới rồi đó. Để thăm gia đình mình. Dạ dạ.